Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều xem giá rẻ nhé. Hello bà con, chào anh, tiếp tục về kênh Tre nè, 208 nè. Giá rẻ kịch kim cho bà con. Con này dọn xong đâu đó làm giá 135 rẻ không? Bớt 5 triệu còn 130 nha. Xe đẹp nha. Là mẫu Gen Tre nè. Bản số 86 Phan Thiết 10205 nha. Xe đẹp nha anh chị. Bà con có bác lấy về, bà con có bác chỉ việc chạy thôi. Là phong dáng của em Gen Tre nè. Lên chủ nhà lên mâm hết toàn bộ cho chiếc xe rồi. Đồng sơn bật cho nó một bộ bộ áo màu bạc. Xe mới lấy về hơi xịn lầy. Mốt bộ vẽ hết toàn bộ những chiếc xe là bản FX nha. Đời 2008 nha. Đây cô chú anh chị. Đó. Ghế là ghế nỉ. Xe hiện tại đang dơ nha. Chờ anh dọn xong rồi chờ anh sẽ bán rẻ cho cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị. Táp lô tôi bị trang bị màn hình đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Màn hình còn đang hoạt động nè. Cũng số Rindex là ghế, con này là ghế nỉ nè. Ghế nỉ hết toàn bộ trên chiếc xe, trần là trần nỉ luôn nha. Được cái máy êm. Xe cùi bắp thôi, cho máy êm nha. Máy đang hoạt động nè. Nè bà con, cục máy là êm chưa? Với dòng này thì người ta cũng đã chỉnh qua cam cò đồ rồi nha cô chú anh chị nha. Dòng này đi thời gian cũng chỉnh qua cam cò rồi. Nói chung là lá mâm mép người ta cũng thay rồi nè. Thay côn rồi nè. Chạy thời gian là thay thôi. Nắp capo nè. Nắp capo vẫn còn chức sunroof nè, keo chỉ với nắp capo nè. Đó bà con thấy không? Tài xế vừa mới giao cho em đây. Đây là xương ngang của em nó nè. Không có đâu bị móc méo trên chiếc xe nha, hai bên nè. Đấy. Boe đầy đủ tính năng rồi, từ cái máy ngon nè. Được máy nè. Đó là cái cục máy ngon nha các bà con. Rẻ không? 130 triệu rẻ không? Cực kỳ rẻ. Đấy. Mua được cái giá rẻ thì anh sẽ bán cho bà con cái giá hợp lý luôn. Để những cô chú anh chị chưa có xe có nhu cầu sở hữu một mẫu xe nha. Một mẫu xe che nắng che mưa chở gia đình đi đi chơi nha. Con này trợ lực nhà Tân nè, trợ lực nè. Trợ lực nhà Tân luôn nè bà con. Vô lăng nè, vô lăng dán lên Chevrolet nè anh chị. Máy lạnh có đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Máy lạnh nè. AC nè. Mở phát máy lạnh có rồi nha. Đấy, máy lạnh mở phát lạnh ngắt luôn, trợ lực nè. Trang bị lóc khóa mở cửa tự động từ xe luôn. Trợ lực nhẹ tưng, đèn còi đầy đủ hết. Đây nè cô chú anh chị. Đó, phần tấm bi cửa nè. Nói chung bốn cánh chính điện, bốn cánh ở chủ nhà là dán toàn bộ phim cách nhiệt hết. Toàn diện trên chiếc xe rồi nha. Xe Trần Anh xin nhắc lại, xe hiện tại hơi dơ, hơi bị bẩn. Để em dọn sau em đăng clip chi tiết cho nha. À, tấm bi cửa nè, đó sạch sẽ chưa. Phần phía trong là ghế nỉ hết toàn bộ nha. Không có dấu hiệu rách rưới đâu nha cô chú anh chị. Cốp sau nè. Cốp sau để cách nhiệt phía trong nè. Không có bục ngọt. Đấy. Đó bà con đam mê về mẫu này alo cho Trần Anh. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn. Hôm nay Trần Anh sẽ xả lỗ hàng loạt xe luôn cho bà con nha. Mấy em Innova 2010 hôm nay xả như biếu không. Xíu Trần Anh làm clip cho. Mẫu này máy có 1.6 rồi nha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị là 7 lít trên 100 km thôi. Máy êm không? Được cái máy êm lắm. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021. Đó. Cho anh quay phần gầm có mục nha. Em đang kiểm tra xe. Gầm này. Đấy gầm. Gầm là không có dấu hiệu mục mòn. Vậy có gầm không? Cầm bè là ok. Cầm bè là ok nha cô chú anh chị nha. Bốn vỏ tương đối là khá mới nè. Vỏ sau được 80%. Chủ nhà lên mâm đúc rồi. Dòng này trước tháng đĩa sau là tăng bua nha anh chị.
bà con cô bác đam mê mẫu này thì hãy alo cho Trường An ô tô. Trường An xin kết thúc channel tại nơi này. Xin chào và chúc toàn thể tất cả các cô chú anh chị có được nhiều niềm vui nhé. Em xin hẹn anh chị ở channel tiếp theo.